Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Thi Thiên 141. Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi đã cầu khẩn Ngài, xin mau mau đến cùng tôi. Khi tôi kêu cầu Ngài, xin hãy lắng tai nghe tiếng tôi. Nguyện lời cầu nguyện tôi thấu đến trước mặt Chúa như hương. Nguyện sự giơ tay tôi lên được giống như của lễ buổi chiều. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy giữ miệng tôi và canh cửa môi tôi. Xin chớ để lòng tôi hướng về điều gì xấu xa, đặng làm việc ác với kẻ làm ác. Nguyện tôi không ăn vật ngon của chúng nó. Nguyện người công bình đánh tôi, ấy là ơn. Nguyện người sửa dạy tôi, ấy khác nào dầu trên đầu. Đầu tôi sẽ không từ chối, vì dẫu trong khi chúng nó làm ác, tôi sẽ cứ cầu nguyện. Các quan xét chúng nó bị ném xuống bên hòn đá, họ sẽ nghe lời tôi, vì lời tôi êm dịu. Hài cốt chúng tôi bị rải rác nơi cửa âm phủ, khác nào khi người ta cày ruộng và tách đất ra. Chúa Giê-hô-va ơi, mắt tôi ngưỡng vọng Chúa, tôi nương náu mình nơi Chúa, xin chớ lìa bỏ linh hồn tôi. Cầu Chúa giữ tôi khỏi bẫy chúng nó đã gài tôi và khỏi vòng kẻ làm ác. Nguyện kẻ ác bị sa vào chính lưới nó, còn tôi thì được thoát khỏi. Chương 10. Vả, luật pháp chỉ là bóng của sự tốt lành ngày sau, không có hình thật của các vật, nên không bao giờ cậy tế lễ mỗi năm hằng dân như vậy mà khiến kẻ đến gần Đức Chúa Trời trở nên trọn lành được. Nếu được thì những kẻ thờ phượng đã một lần được sạch rồi, lương tâm họ không còn biết tội nữa, nhưng đó há chẳng thôi dâng tế lễ hay sao? Trái lại, những tế lễ đó chẳng qua là mỗi năm nhắc cho nhớ lại tội lỗi, vì huyết của bò đực và dê đực không thể cất tội lỗi đi được. Bởi vậy cho nên Đấng Christ khi vào thế gian phán rằng: Chúa chẳng muốn hy sinh, cũng chẳng muốn lễ vật, nhưng Chúa đã sắm sửa một thân thể cho tôi. Chúa chẳng nhậm của lễ thiêu, cũng chẳng nhậm của lễ chuộc tội. Tôi bèn nói: Hỡi Đức Chúa Trời, này tôi đến, trong sách có chép về tôi. Tôi đến để làm theo ý muốn Chúa. Trước đã nói, Chúa chẳng muốn, chẳng nhậm những hy sinh lễ vật của lễ thiêu, của lễ chuộc tội, đó là theo luật pháp dạy. Sau lại nói, đây này, tôi đến để làm theo ý muốn Chúa. Vậy thì, Chúa đã bỏ điều trước, đặng lập điều sau. Ấy là theo ý muốn đó mà chúng ta được nên thánh, nhờ sự dâng thân thể của Đức Chúa Giê-xu Christ một lần đủ cả. Phàm thầy tế lễ mỗi ngày, đứng hầu việc và năng dâng của lễ đồng một thức, là của lễ không bao giờ cất tội lỗi đi được. Còn như đấng này đã vì tội lỗi dâng chỉ một của lễ rồi ngồi đời đời bên hữu Đức Chúa Trời, từ rày về sau đương đợi những kẻ thù nghịch Ngài bị để làm bệ dưới chân Ngài vậy. Vì nhờ dâng chỉ một của tế lễ, Ngài làm cho những kẻ nên thánh được trọn vẹn đời đời. Đức Thánh Linh cũng làm chứng cho chúng ta như vậy, vì đã phán rằng: Chúa phán, này là giao ước ta lập với chúng nó, sau những ngày đó ta sẽ để luật pháp ta vào lòng chúng nó và ghi tạc nơi trí khôn. Lại phán, ta sẽ chẳng còn nhớ đến tội lỗi gian ác của chúng nó nữa. Bởi hễ có sự tha thứ thì không cần dâng của lễ vì tội lỗi nữa. Hỡi anh em, vì chúng ta nhờ huyết Đức Chúa Giê-xu được dạng dĩ vào nơi rất thánh bởi đường mới và sống mà Ngài đã mở ngang qua cái màn, nghĩa là ngang qua xác Ngài. Lại vì chúng ta có một thầy tế lễ lớn đã lập lên cai trị nhà Đức Chúa Trời, nên chúng ta hãy lấy lòng thật thà, với đức tin đầy dẫy trọn vẹn, lòng được tưới sạch khỏi lương tâm xấu, thân thể rửa bằng nước trong, mà đến gần Chúa. Hãy cầm giữ sự làm chứng về điều trông cậy chúng ta chẳng chuyển lai, vì đấng đã hứa cùng chúng ta là thành tín. Ai nấy hãy coi sóc nhau để khuyên dục về lòng yêu thương và việc tốt lành. Chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau. Và hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào,
thì càng phải làm như vậy chừng ấy. Vì nếu chúng ta đã nhận biết lẽ thật rồi mà lại cố ý phạm tội thì không còn có tế lễ chuộc tội nữa, nhưng chỉ có sự đợi chờ kinh khiếp về sự phán xét và lửa hừng sẽ đốt cháy kẻ bội nghịch mà thôi. Ai đã phạm luật pháp Môi-se, nếu có 2-3 người làm chứng thì chết đi không thương xót. Huống chi kẻ giày đạp con Đức Chúa Trời, coi huyết của giao ước, tức là huyết mà mình nhờ nên thánh là ô uế, lại khinh lờn Đức Thánh Linh ban ơn, thì anh em há chẳng tưởng rằng người ấy đáng bị hình rất nghiêm đoán phạt hay sao? Vì chúng ta biết Đấng đã phán rằng sự trả thù thuộc về ta, ta sẽ báo ứng, ấy là lời Chúa phán. Lại rằng Chúa sẽ xét đoán dân mình. Sa vào tay Đức Chúa Trời hằng sống là sự đáng kinh khiếp thay. Hãy nhớ lại những lúc ban đầu đó, anh em đã được soi sáng rồi, bèn chịu cơn chiến trận lớn về những sự đau đớn. Phần thì chịu sỉ nhục, gặp gian nan như làm trò cho thiên hạ xem, phần thì chia khổ với những kẻ bị đối đãi đồng một cách. Vì anh em đã thương xót kẻ bị tù và vui lòng chịu của cải mình bị cướp, bởi biết mình có của cải quý hơn hằng còn luôn. Vậy chớ bỏ lòng dạng dĩ mình, vốn có một phần thưởng lớn đã để dành cho. Vì anh em cần phải nhịn nhục, hầu cho khi đã làm theo ý muốn Đức Chúa Trời rồi thì được như lời đã hứa cho mình. Còn ít lâu, thật ít lâu nữa thì Đấng đến sẽ đến, Ngài không chậm trễ đâu. Người công bình của ta sẽ cậy đức tin mà sống, nhưng nếu lui đi thì linh hồn ta chẳng lấy làm đẹp chút nào. Về phần chúng ta, nào phải là kẻ lui đi cho hư mất đâu, bèn là kẻ giữ đức tin cho linh hồn được cứu rỗi. Chương 11. Vả đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đương trông mong, là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy. Ấy là nhờ đức tin mà các đấng thuở xưa đã được lời chứng tốt. Bởi đức tin, chúng ta biết rằng thế gian đã làm nên bởi lời của Đức Chúa Trời, đến nỗi những vật bày ra đó đều chẳng phải từ vật thấy được mà đến. Bởi đức tin, A-bên đã dâng cho Đức Chúa Trời một tế lễ tốt hơn của Ca-in và được xưng công bình. Vì Đức Chúa Trời làm chứng về người rằng Ngài nhậm lễ vật ấy. Lại cũng nhờ đó, dầu người chết rồi hãy còn nói. Bởi đức tin, Hê-nóc được cất lên và không hề thấy sự chết. Người ta không thấy người nữa, vì Đức Chúa Trời đã tiếp người lên. Bởi chứng trước khi được tiếp lên, người đã được chứng rằng mình ở vừa lòng Đức Chúa Trời rồi. Và không có đức tin thì chẳng hề có thế nào ở cho đẹp ý Ngài. Vì kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời, và Ngài là Đấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài. Bởi đức tin, Nô-ê được Chúa mách bảo cho về những việc chưa thấy, và người thành tâm kính sợ đóng một chiếc tàu để cứu nhà mình. Bởi đó người định tội thế gian và trở nên kẻ kế tự của sự công bình đến từ đức tin vậy. Bởi đức tin, Áp-ra-ham vâng lời Chúa gọi đi đến xứ mà mình sẽ nhận làm cơ nghiệp. Người đi mà không biết mình đi đâu. Bởi đức tin, người kiều ngụ trong xứ đã hứa cho mình như trên đất ngoại quốc, ở trong các trại cũng như Isaac và Jacob là kẻ đồng kế tự một lời hứa với người. Vì người chờ đợi một thành có nền vững chắc mà Đức Chúa Trời đã xây cất và sáng lập. Cũng bởi đức tin mà Sarah dẫu có tuổi còn có sức sanh con cái được, vì người tin rằng Đấng hứa cho mình điều đó là thành tín. Cũng vì đó mà chỉ một người, lại là một người già yếu, sanh ra muôn vàng con cháu, đông như sao trên trời, như cát bãi biển, không thể đếm được. Hết thảy những người đó đều chết trong đức tin, chưa nhận lãnh những điều hứa cho mình, chỉ trông thấy và chào mừng những điều đó từ đằng xa, xưng mình là kẻ khách và bộ hành trên đất. Những kẻ nói như thế tỏ rõ rằng mình đương đi tìm nơi quê hương. Ví thử họ đã tưởng đến nơi quê hương mà mình từ đó đi ra thì cũng có ngày trở lại. Nhưng họ ham mến một quê hương tốt hơn, tức là quê hương ở trên trời. Nên Đức Chúa Trời không hổ thẹn mà xưng mình là Đức Chúa Trời của họ,
vì Ngài đã sắm sẵn cho họ một thành. Bởi đức tin, Abraham dâng Isaac trong khi bị thử thách. Người là kẻ đã nhận lãnh lời hứa dâng con một mình, là về con đó mà Đức Chúa Trời có phán rằng: ấy bởi trong Isaac mà ngươi sẽ có một dòng dõi lấy tên ngươi mà kêu. Ngươi tự nghĩ rằng Đức Chúa Trời cũng có quyền khiến kẻ chết sống lại, cũng giống như từ trong kẻ chết mà người lại được con mình. Bởi đức tin, Isaac chúc phước cho Jacob và Esau về những sự hậu đến. Bởi đức tin, Jacob lúc gần chết chúc phước cho hai con của Joseph và nương trên gậy mình mà lại. Bởi đức tin, Joseph lúc gần qua đời nói về việc con cháu Israel sẽ đi ra và truyền lệnh về hài cốt mình. Bởi đức tin, khi Môi-se mới sanh ra, cha mẹ người đem giấu đi 3 tháng vì thấy là một đứa con xinh tốt, không sợ chiếu mạng vua. Bởi đức tin, Môi-se lúc đã khôn lớn, bỏ danh hiệu mình là con trai của công chúa Pharaoh, đành cùng dân Đức Chúa Trời chịu hà hiếp hơn là tạm hưởng sự vui sướng của tội lỗi. Người coi sự sỉ nhục về Đấng Christ là quý hơn của châu báu xứ Ai Cập vì người ngửa trong sự ban thưởng. Bởi đức tin, người lìa xứ Ai Cập không sợ vua giận, vì người đứng vững như thấy đấng không thấy được. Bởi đức tin, người giữ lễ vượt qua và làm phép rưới huyết, hầu cho đấng hủy diệt chẳng hề hại đến con đầu lòng dân Israel. Bởi đức tin, dân Israel vượt qua biển đỏ như đi trên đất khô, còn người Ai Cập thử đi qua bị nuốt mất tại đó. Bởi đức tin, các tường thành Jericho đổ xuống sau khi người ta đi vòng quanh 7 ngày. Bởi đức tin, kỵ nữ Ra-háp không chết với kẻ chẳng tin, vì nàng đã lấy ý tốt tiếp rước các kẻ do thám. Ta còn nói chi nữa? Vì nếu ta muốn nói về Gideon, Barak, Samson, Jephthê, David, Samuel và các đấng tiên tri thì không đủ thì giờ. Những người đó bởi đức tin đã thắng được các nước, làm sự công bình, được những lời hứa, bịt mồm sư tử, tắt ngọn lửa hừng, lánh khỏi lửa gươm, thắng bệnh tật, tỏ sự bạo dạn nơi chiến tranh, khiến đạo binh nước thù chạy trốn. Có người đàn bà đã được người nhà mình chết sống lại, có kẻ bị hình khổ dữ tợn mà không chịu giải cứu để được sự sống lại tốt hơn. Có kẻ khác chịu nhạo cười, roi vọt, lại cũng chịu xiềng xích lao tù nữa. Họ đã bị ném đá, tra tấn, cưa xẻ, bị giết bằng lưỡi gươm, lưu lạc rày đây mai đó, mặc những da chiên da dê, bị thiếu thốn mọi đường, bị hà hiếp ngược đãi. Thế gian không xứng đáng cho họ ở, phải lưu lạc trong đồng vắng, trên núi, trong hang, trong những hầm dưới đất. Hết thảy những người đó, dầu nhân đức tin đã được chứng tốt, song chưa hề nhận lãnh điều đã được hứa cho mình. Vì Đức Chúa Trời có sắm sẵn điều tốt hơn cho chúng ta, hầu cho ngoại chúng ta ra, họ không đạt đến sự trọn vẹn được. Chương 20. Qua năm mới, lúc các vua thường ra đánh giặc, Joab cầm đạo binh kéo ra phá hoang xứ dân Ammon. Người đến vây thành Rabba, còn David ở tại Jerusalem. Joab hãm đánh Rabba và phá hủy nó. David lấy mão triều thiên của vua dân Ammon khỏi đầu người, cân được 1 ta lân vàng, và ở trên có những ngọc báu. Bèn lấy mão triều thiên ấy đội trên đầu David. Lại từ trong thành, người lấy ra rất nhiều của cướp. Còn dân sự ở trong thành, người đem ra mà cắt xẻ ra hoặc bằng cưa, hoặc bằng bừa sắt, hay là bằng rìu. David làm như vậy cho các thành của dân Ammon. Đoạn, David và cả quân lính đều trở về Jerusalem. Sau việc đó, Sảy có chinh chiến với dân Philistin tại Gê-xê. Khi ấy Sibekai, người Hushatit, đánh giết Sibbai, vốn thuộc trong dòng kẻ dình dàng. Chúng bèn bị suy phục. Lại còn giặc giả với dân Philistin nữa. En-Hanan, con trai của Jair, đánh giết Lát-mi, em của Goliath, người Gát.
cái cán giáo người lớn như cây trục của thợ dệt. Lại còn một trận đánh nữa tại Gác. Ở đó có một người tướng tá lớn cao, có mỗi tay 6 ngón và mỗi chân 6 ngón, hết thảy là 24 ngón. Hắn cũng thuộc về dòng dền dàng. Hắn sỉ nhục Israel, nhưng Jonathan, con trai của Shimea, em của David, đánh giết người. Những kẻ đó đều thuộc về dòng dền dàng tại Gác. Chúng đều bị tay David và tay các tôi tớ người giết đi. Chương 21. Satan dấy lên, muốn làm hại cho Israel, bèn dục David lấy số Israel. David nói với Joab và các quan trưởng của dân sự rằng: hãy đi lấy số dân sự từ Beersheba cho đến Đan, rồi đem về tâu lại cho ta, để ta biết số họ. Joab thưa: nguyện Đức Giê-hô-va gia thêm dân sự Ngài nhiều gấp trăm lần đã có. Ôi vua chúa tôi, hết thảy chúng nó há chẳng phải là tôi tớ của chúa tôi sao? Cớ sao chúa tôi dạy biểu làm điều đó? Nhưng sao chúa tôi muốn gây tội lỗi cho Israel? Nhưng lời của vua thắng hơn lời của Joab. Vì vậy Joab ra đi khắp Israel rồi trở về Jerusalem. Joab đem tâu cho vua tổng số dân. Trong cả Israel được 110 vạn người cầm gươm, trong Juda được 47 vạn người cầm gươm. Nhưng Joab không có cai số người Levi và người Benjamin, vì lời của vua lấy làm gớm ghiếc cho người. Điều đó chẳng đẹp lòng Đức Chúa Trời, nên Ngài hành hại Israel. David thưa với Đức Chúa Trời rằng: tôi làm điều đó thật là phạm tội lớn, nhưng bây giờ xin Chúa hãy bỏ qua tội ác của kẻ tôi tớ Chúa đi, vì tôi có làm cách ngu dại. Đức Giê-hô-va phán với Gác là đấng tiên kiến của David rằng: hãy đi nói cùng David. Đức Giê-hô-va có phán như vậy: ta định cho ngươi ba tai vạ, hãy chọn lấy một để ta giáng nó trên ngươi. Gác bèn đến cùng David thưa với người rằng: Đức Giê-hô-va phán như vậy, hãy chọn mặc ý ngươi, hoặc 3 năm đói kém, hoặc bị thua 3 tháng tại trước mặt cừu địch ngươi và phải gươm của kẻ thù nghịch phá hại, hay là bị 3 ngày gươm của Đức Giê-hô-va, tức là ôn dịch ở trong xứ, có thiên sứ của Đức Giê-hô-va hủy diệt trong khắp bờ cõi của Israel. Vậy bây giờ hãy định lấy điều nào, tôi phải tâu lại cùng đấng đã sai tôi. David nói với Gác rằng: ta bị hoạn nạn lớn, ta xin sa vào tay Đức Giê-hô-va, vì sự thương xót của Ngài rất lớn, chớ để ta sa vào tay của loài người ta. Đức Giê-hô-va bèn giáng ôn dịch nơi Israel, có 7 vạn người Israel ngã chết. Đức Chúa Trời sai một thiên sứ đến Jerusalem đặng hủy diệt nó. Đang khi hủy diệt, Đức Giê-hô-va xem thấy, bèn ăn năn việc tai vạ này và nói với thiên sứ đi hủy diệt rằng: thôi, bây giờ hãy rút tay ngươi lại. Bây giờ thiên sứ của Đức Giê-hô-va đứng gần sân đạp lúa của Ornan người Jebusit. David ngước mắt lên, thấy thiên sứ của Đức Giê-hô-va đứng giữa lừng trời, tay cầm gươm đưa ra trên Jerusalem. David và các trưởng lão đang mặc bao gai liền sấp mình xuống đất. David thưa cùng Đức Chúa Trời rằng: há chẳng phải tôi đã truyền lấy số dân sao? Ấy là tôi đã phạm tội và làm điều ác. Còn các con chiên kia đã làm chi? Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi ơi, xin tay Chúa hãy đánh hại tôi và nhà cha tôi, nhưng chớ giáng ôn dịch trên dân sự của Chúa mà hành hại nó. Khi ấy, thiên sứ của Đức Giê-hô-va biểu Gác nói với David phải đi lên dựng một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va tại sân đạp lúa của Ornan người Jebusit. David đi lên theo lời của Gác đã nhân danh Đức Giê-hô-va mà nói ra. Ornan xây lại thế thiên sứ, 4 con trai người ở với người đều ẩn mình đi. Và bây giờ Ornan đang đạp lúa miếng. David đi đến Ornan. Ornan nhìn thấy David bèn ra khỏi sân đạp lúa, sắp mình xuống đất trước mặt David mà lại. David bảo Ornan rằng: hãy nhượng cho ta chỗ sân đạp lúa, để ta cất tại đó một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va. Hãy nhượng nó cho ta thật giá bạc nó, hầu tai vạ ngừng lại trong dân sự.
Ornan thưa với David rằng: Vua hãy nhận lấy nó, xin vua chúa tôi hãy làm điều gì ngài lấy làm tốt. Kìa, tôi dâng bò cho vua dùng làm của lễ thiêu, cổ sân đạp lúa dùng làm củi, còn lúa miếng để dùng làm của lễ chay, tôi dâng cho hết cả. Vua David nói cùng Ornan rằng: Không, thật ta muốn mua nó theo giá bạc thật nó, vì ta chẳng muốn lấy vật gì của ngươi mà dâng cho Đức Giê-hô-va, cũng không muốn dâng của lễ thiêu chẳng tốn chi cả. Ấy vậy, David mua cái chỗ sân ấy, trả cho Ornan giá bằng siết lơ vàng, cân nặng 600 siết lơ. Tại đó, David cất một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va, dâng những của lễ thiêu, của lễ bình an và cầu khẩn Đức Giê-hô-va. Ngài đáp lời người bằng lửa từ trời giáng xuống trên bàn thờ về của lễ thiêu. Đức Giê-hô-va dạy biểu thiên sứ. Thiên sứ bèn xỏ gươm mình vào vỏ. Trong lúc đó, David thấy Đức Giê-hô-va đã nhậm lời mình tại trong sân đạp lúa của Ornan người Jebusit, thì người bèn dâng của lễ tại đó. Vì cái đền tạm của Đức Giê-hô-va mà Môi-se đã làm trong đồng vắng và cái bàn thờ về của lễ thiêu trong lúc đó đều ở nơi cao tại Gabaon, David không dám đi đến trước mặt bàn thờ ấy đặng cầu vấn Đức Chúa Trời, bởi vì người kinh hãi gươm của thiên sứ của Đức Giê-hô-va. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báo của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi. Những bông trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.